Xin chào tất cả anh chị em và các bạn. Hiện tại Trung đang đứng ở gần nhà thờ Bùi Đệ. Hiện tại sau lưng Trung đang có một cái view. View này rất là ok, tức là cái này người ta dùng để làm nghỉ dưỡng. Có sân banh, hồ bơi. Đấy, người ta trồng cỏ rất là đẹp. Hiện trạng đất là 3 mặt tiền luôn. Tổng diện tích ở đây là 166. Mọi người theo chân Trung đi vô đất xem như thế nào nhá. Đây mình đi vào tham quan lô đất. Chào anh Hưng nha. Anh Hưng ở đây là chủ đất ở đây. Thì anh cho em biết là nếu tổng diện tích của cái lô đất này nó khoảng bao nhiêu anh nhỉ? Tổng cả cái diện tích của cái view này thì nó đâu đó khoảng 1600 m². Thì hiện tại thì nó có 2 mặt tiền đường bê tông khu dân cư nó hiện hữu. Còn cái mặt đằng sau kia thì nó có một đường cũng rộng như vậy luôn, thì đấy là mình sử dụng được không anh? Phía sau đó là cái view phía sau thì là cái đường bê tông sau là đất của người khác. Nhưng mà mình vẫn là không, mình nếu mà nhìn tổng thể đây nó là 3 mặt tiền. Đúng rồi. Ok. Thì ở đây thì nó có gồm những cái tiện ích gì anh? Thì ở đây thì nó có bao gồm có sân bóng đá mini của dành cho trẻ em. Và đúng rồi, rồi có hồ bơi dành cho trẻ. Đúng rồi, thì nó khuôn viên rất là vào buổi chiều rất là mát, đông như khi có rất nhiều khách vào cái cho các cái trẻ em vào vui chơi bóng đá rồi bơi lội. Ví dụ như nhà mình có con cái rồi chủ nhật cuối tuần hay như thế nào đó, đúng không? Làm cắm trại trực tiếp ở đây luôn cho con cái nó chơi. Rồi nướng BBQ, rồi có hồ bơi. Đúng rồi. Có cả sân khấu nếu mà mình là tổ chức tiệc ngoài trời ở đây cũng tuyệt vời, đúng không anh? Đúng rồi. Đấy, em đi vô đây em thấy có một cây vú sứa, đấy là nó được bao nhiêu năm anh nhỉ? Cây đó nó cũng rơi vào tầm khoảng 20 năm. 20 năm, em thấy cây nó có vẻ to nhỉ? Cổ thụ rất đẹp. Ok. Thì còn ở đây là những cái vòm này là vòm cây cây xanh à? Đúng rồi, cây xanh. Cây xanh là người ta làm vòm cây các kiểu rất đẹp. Thì anh em mình đi qua cái hồ bơi đi. Hồ bơi này thì em nghĩ là khoảng 10 người hoặc là 15 người bơi vẫn được, đúng không? Thoải mái. Dành cho trẻ em mà. Cái khu vực sân khấu này nếu mà mình làm tổ chức sự kiện là ok. Tổ chức sự kiện karaoke này kia, nhảy nhót. Vâng. Thoải mái luôn đấy. Sân khấu rất là rộng. Ok, anh em mình qua cái khu vực sân banh đi ha. Anh Hưng ơi, thì ở cái khu này thì nó ở vị trí nào và cái này gồm những gì anh nhỉ? Ở đây là thuộc giáo xứ Bồ Đề. Cách đường 77 ra đó khoảng 500 m. Ở khu vực này thì nó thuận lợi là gần chợ luôn. Khoảng 500 m là có chợ ngay đầu đường vào giáo xứ Bồ Đề. Rồi nhà thờ cách đây khoảng 300 m. Tiện ích xung quanh đây nó đầy đủ dân cư kín. Anh em mình đang đứng trên cái sân banh này thì diện tích nó khoảng bao nhiêu mét ạ? Sân banh này nó đâu đó khoảng 200 m. Thì mét. Đúng rồi, thì nó có xung quanh là có 4 góc có năng đèn năng lượng mặt trời, có đủ chiếu sáng để cho hoạt động các vui chơi giải trí phía ngoài trời. Ban cũng được, đánh cầu lông cũng được, đánh truyền cũng được, đúng không? Đúng rồi. Đất đây bằng phẳng dân cư thì xung quanh đông. Đúng rồi. Thế thôi anh em mình em hỏi luôn, bây giờ anh chốt giá là cái giá này tầm bao nhiêu? Người ta bán được đâu đó trong khoảng 4 tỷ. Có thương lượng. Ok anh. Nếu vậy thì quá ok. Vậy thì nếu mà có ai mà muốn xem cái này thì em gọi anh Hưng đến người ta coi nha. Ok em chào anh.